Vâng, xin chào tất cả bạn, mình là Sơn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp để quản lý không gian nhớ tự do, đó là phương pháp lập nhóm. Thì cái phương pháp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ chia làm nhiều nhóm và các bạn quản lý khối đầu và khối cuối của cái nhóm này. Thì ví dụ ở đây mình sẽ lấy là nhóm 1. Các bạn chú ý là không gian nhớ tự do là cái ô trắng nhá. Ô trắng là ô chưa được lưu trữ, nó là những ô tự do. Thì bây giờ các bạn điền khối đầu vào. Giờ khối đầu là 0 đúng không? Thế sau đó là các bạn điền những thành phần của cái khối đó vào. Nào là 1 này. Được chưa? Đó. Khối cuối là gì? Khối cuối là 1 đúng không? Khối cuối là 1 thì bây giờ chúng ta lại thấy một điều là khối cuối nó là 1 thì chúng ta phải lưu thêm cái khối trống tiếp theo nữa. Ví dụ ở đây nhá. 0 này, 1 này, 2 này, tiếp theo là 3 đúng không? Đó thì như vậy là các bạn phải lưu được 3 vào đây. Đó, đó là một nhóm, nhóm 1. Các bạn phải lập cái bảng này ra khi mà làm cái bài như thế này, đề như vậy. Phương pháp lập nhóm. Nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì nhóm khối đầu là 3 đúng không? 3 này. Thì phải có 3 đúng không? Đó. Mỗi một ô này thôi là một nhóm này. Cứ liền nhau là một nhóm, liền nhau là một nhóm. Đó. Khối cuối là gì? Là khối 3 đúng không? Thế khối tiếp theo là gì? Là khối 5 đúng không? Nó là xong nhóm tiếp theo. Bây giờ đến nhóm thứ ba này. Thì gồm khối 5 này. Chưa? Nó lưu cái khối 5 đã, bởi vì có một thằng 5 thế này. Đó. 5 này. Thì ở đây 7 đúng không? 7. Tiếp tục. Nhóm tiếp theo là nhóm 4. Nhóm 4 thì khối đầu của nó là 7. Thằng 7 này thì như thằng 7 và thằng 8 đúng không? Thằng 7 này. Thằng 8 này. Rồi sau đó nó sao nữa? Thằng 8 đúng không? Là thằng cuối cùng, khối cuối là thằng 8. 8 này. Thì thằng đầu tiếp theo là gì? Là thằng 10 đúng không? 10. Đó, mình sẽ thêm vài nhóm nữa. Đây là khối 5 này. Chờ, thằng đầu là thằng 10 này. Được chưa? Thằng 10 thì có thằng 10 thôi. Thằng cuối cũng là thằng 10 đúng không? Thằng 10 thì sẽ sang thằng tiếp theo là thằng 12. Chờ, đây. Ô tiếp theo, ô trống tiếp theo nhá, nó sẽ là mỗi một cái ô trống liên tiếp sẽ là một nhóm. Chưa? Đây là nhóm 6. Nhóm 6 thì 12 này. 12 này, 12 13 đúng không? 12 13. À, đây là 13 đúng không? 13 thì lưu đến ô tiếp theo đó là 16. Ok. 16 này. Rồi, tiếp theo là nhóm 7. Nhóm 7 này, 16 này. Có mình thằng 16 thôi. Các bạn nhìn vào hình thì các bạn thấy là có mỗi mình thằng 16 thôi này. Chưa? Như vậy ô tiếp theo là 21 đúng không? 16 này, 21 này. Nhóm tiếp theo là nhóm nhóm 7 rồi đến nhóm 8 đúng không? Nhóm 8 là 21 này. 21 này. 21 thì chỉ có thằng 21 thôi. 21. 21 thì đến 21 thì đến 23 đúng không? 23. Ok. Nhóm 8 rồi, giờ đến nhóm 9. Nhóm 9 là 23 này. 23 này. 23, 24, 25, 26, 27, 23 này. 24, 25, 26, 27. Ok, nhóm cuối là 27. New đến cái ô tiếp theo. Cái ô tiếp theo đó là đây là 29 đúng không? 29 thôi. Rồi, nhóm 10. Nhóm 10 là 29 này, gồm thằng 29. Được chưa? Và khối cuối của nó cũng là 29 thôi, nó không không đến thằng nào nữa. Ok, như vậy là hết. Đây là phương pháp lập nhóm. Đó thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong các phương pháp lập nhóm. Các bạn nhớ like và subscribe để xem những video hướng dẫn sau của mình. Cảm ơn các bạn.